Nghe chưa anh Thủ hoài à? Nghe anh Thủ hoài ha. Dạ. Món anh Thủ ơi. Rồi con nghĩ sao? Hai người đang nói gì vậy? Thì mẹ chưa anh Thủ anh á. Anh Thủ đây. À, cái thứ đây nó thật sự rồi con, nó hủy phân nó không biết cuối. Tốt thiệt đó chứ. Cái dạng đây nó thật sự chỉ nó hủy phân nó không biết cuối thôi. À, cho nên bây giờ nó lên nó gọi là mẹ vợ kêu nó bằng anh. Đó rồi mẹ vợ đang cái là ngắm nhìn nó, trời đất thanh thần ở sao đâu mà cái xã hội bây giờ nó văn minh mà sao còn những cái loại mà cái như là nó còn âm tì đó, nó sót lại quá vậy. Cái này hậu quả từ đâu bà con? Hậu quả từ mấy thằng YouTube bây giờ đó, từ những con như con Út Lợn nè, đó là hậu quả đó. Chứ còn nếu như một kênh YouTube mà tử tế đàng hoàng đó, người ta quay là quay những hoàn cảnh có thật, quay những hoàn cảnh gọi là cái như là để có một cái sự mà lan tỏa, ít ra có một cái giá trị nhân văn. Đằng này bà con thấy mà cả con Út Lợn đó già cái đầu rồi à, dễ mà còn xách cái máy mà chạy đi như là nó thật sự quý bà con. Nó chạy giống mà mấy người bị Tàu Tháo rượt á, nó chạy tới quay ra kịp. Nó chạy sập 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 như mà nó thật sự mấy con heo rỡ đó. Nó chạy tới để quay những hoàn cảnh đây rồi tung lên, tự hào dữ chưa. Tôi thấy con Út Lợn mấy ngày vừa qua đó, nó quay là từ con xuyên nái thủ phí, bắt đầu bây giờ nó quay tiếp tới bà Lan nữa. Bà Lan là mẹ cái cho con xuyên nái đó. Yeah. Lên cũng rên rỉ, trời ơi tôi chờ cái ông này, chờ ông kia, cái thứ chi đâu mà đã già cái đầu bạc cái óc rồi à, mà lên một cái phim mà không có một cái liêm sĩ gì kèm theo, ổ rớt hết trơn rồi. À, thôi ta lấy, ta đi tìm lại, ta quay lại con đường mình đi đó, có cái nào liêm sĩ nào rớt, ta nhặt ta rửa, ta dùng lại chứ. Đi mà đi miết rồi, bây giờ mấy chục tuổi đầu rồi, chuẩn bị là cái những gần đất xa trời rồi, mà cái nết cũng không có chữa. Thấy không? Cái nết chẳng có một cái gì mà nó tốt lành hết trơn đó. Nó lên còn cái như là trời ơi chờ ông này mà không tới, tôi nói con người gì đâu phải con chó đâu mà muốn chờ con nào tới thì tới. Đúng không vậy? Cái con người đó, người ta muốn chờ đợi ai đó, muốn cho ai là ít ra phải có một tình cảm, phải sống bằng cái gọi là cái tri thức. Đó, chứ không phải sống theo một cái bản năng. Mà tôi thấy cái loại đây nó sống theo bản năng, có nghĩa là nó hứng lên là nó hất, hứng lên là hất thôi. À, cho nên nó có lăng lăng già đó. À, lăng đây gọi là cái lăng hết thời đó, lăng bây giờ lăng lên là nó trời, lăng đang chờ. Lăng đang chờ anh mà mấy cỡ như là tháng nay anh không quế khế ghế xa. Chờ dữ chưa? Đó đã già cái đầu rồi, à, vậy mà lên không gian mạng đã chập chân người ta chữ. À, già cái đầu rồi dễ mà lên không gian mạng còn thể hiện ta đây. À, tôi nói ai mà chẳng có cái quyền ước mơ quý vị, nhưng mà ước mơ cái chi nó cũng phù hợp theo lứa tuổi. Ông nậu đã già rồi mà ước mơ rằng cái nhân sẽ có một ngày cái như là thế này thế nọ, nó con này nó cũng muốn dạng phiêu du đó quý vị, dạng tàu lao mới nhớ chưa. Nói chơi thằng ngay hỏi thiệt hay giỡn? Nói về mà nói về để kêu anh hông. Hỏi chuyện là giỡn. Đóng phim nha nghe, khủng gì đó. Rồi. Đóng phim không à, dạ. Vui đó con. Dạ ông giả đi. Vui cái đầu ông mày chứ vui cái gì hả? Mày đóng phim vui cái mỏ mày đó. Nhưng mà nó ảnh hưởng biết bao nhiêu con người biết không? Ở sâu lưng mày biết bao nhiêu thế hệ trẻ biết không? Đó. Mà mày bảo vui cái gì? Ủa hết chuyện vui hả quý vị? Hết chuyện vui sao cái lũ âm binh này, cái lũ mà nó thật sự à, tôi nhớ là rằm tháng giêng nó mới vừa qua đây mà sao tự nhiên bây giờ đâu mà nó trồi lên quá trời quá đất vậy. Ở bộ rằm tháng giêng rồi không được nhận hoa quả hả, không được nhận giấy đồng bạc, không nhận được muối gạo sao hả, giải nó không tới hay sao, nó cần giải lại đó. Mà bây giờ đóng những thước phim mà nó xàm xí vậy, bảo là vui cái gì. Ở một con người chứ đâu phải là một cái con chi đâu mà bây giờ lên đó diễn cho nó vui rồi đã có miếng ăn. Ta diễn vui đó, ai cũng cần vui, mà vui đó nó phải có một cái tính nhân văn. Vui đó là cái đạo đức của mình, cái giá trị, cái liêm sĩ, cái nhân cách mình nó vẫn còn hoặc là nó phát triển thêm. Đằng này bay lấy thật sự, nó thật sự ra với bà con cái bọn đây nó vui mà nó dụi luôn cả cái nhân cách liêm sĩ bản mặt nó dụi hết rồi. Nó gọi là dụi xuống sình để lấy cái vui đó. Và mà mất nết à, lên đấy mà trời ơi tôi diễn cho vui à, vui dữ ha, mấy ngày qua vui dữ ha, nó chột lét còn không cười nổi luôn đó quý vị. Dẫn tàu lao
anh không ngồi rồi không đi lo đi lao động kiếm sống mà toàn cái thứ âm binh không đó. Ông mang ba cái mặt lên như nó thật sự ba ông táo vậy đó. À, lên ngồi chậm lại đó, bắt đầu là diễn đó. Nó ngồi chậm lại bắt đầu là option là sao chạy đó. Cái dạng bay sống theo bản năng. À, cái lũ bay nó thật sự không phải sống theo một cái lý trí. Nghe cho con xin nái thằng hữu ý. À, còn con Nga chung nó cũng thôi nó nhỏ quá bỏ qua đi. À, chứ còn ba con người là thằng hữu ý nè, con xin nái nè, còn lang ranh lưa thưa đó. À, lang lưa thưa đó phải chữ. À, phải nói cho nó rắm cái đầu ra. À, già mà không nên nớp, già mà nó thật sự sống sống bất chấp. Ở vậy mà bảo sao con cháu nó không hư quá vậy. À, cái con người mà già như vậy mà nó mất nớp thối tha vậy bảo sao con cháu không hư. Nếu mà già mình có những nhân cách sống á, nó tốt thì ít ra mình cũng có những lời khuyên con cháu ở cái nào đúng cái nào sai. Ở đằng này tôi nói quý bà con đúng là nó thật sự gia môn bất hạnh, cái như là mẹ nào con nói râu nào sâu nấy y xì con cắt một chút. À, cho nên á, nó hợp, nó cùng với tần số với Út Lợn, cùng tần số không râu, cùng tần số mấy thằng YouTube Thái Dơ đó. Nó bắt đầu nó mới tồn tại, mới là cái như là gây sóng gió cộng đồng. À, nó biết rằng đưa những cái phim đó là cộng đồng mạng chữ. Nhưng mà nó vẫn đưa, vì sao? Do Miên Anh nói chung là nó đói quá rồi, bây giờ không đưa lên nói gì bỏ mọi người. À, bay rế thiệt, cái bay rế tiền thiệt. Một đứa tôi nói thật sự chứ cầm 100 tờ với số thôi. Đi bán lèo phèo hàng ngày là đứa kiếm được 120 ngàn. Đấy rồi mình muốn ăn gì mình ăn, muốn làm gì mình làm. Không ai chữ cha mắng mẹ, không ai nói nặng nói nhẹ mà cả. Vì đó là một trong những cái lao động là chân chính. Đằng này lên nó cũng vì cái đồng tiền mạnh thường quân lên, cũng vì ngắm vô tu tiền của người khác, bắt đầu là quay bác chấp ai cho tiền là lên. Trời ơi cảm ơn. Cảm ơn mà bắt rơi nước mắt luôn mà cái nốt thì không thay đổi. Sau ta đừng có nói lời cảm ơn mà ta cái hành động đó phải sửa lại cái nốt. Đó rồi ta lo ta đi lao động để mà mình đền ơn đáp nghĩa lại với những bà con mà yêu thương mình. Cái đằng này cái thứ bá dơ chi đâu mà càng nói nó càng mang cái mạch lì nó lên, càng nói nó càng mang mạch lì nó gọi là nó lên biểu diễn. Nó bây giờ nó bảo rằng trời ơi em diễn thôi, ông nậu mày ai không biết mày diễn, nó chẳng lẽ đây là thật hay sao. À, nhưng mà diễn mất nết cái người ta chữ là lũ bay diễn mất lớp, lũ bay diễn loạn luân. À, chứ ai mà không biết bay diễn. Thứ chi đâu quý bà con, kỳ con kẹo chứ. Hôm nay sự thật tôi bày cả nhà, rồi lại lặp lại sao nó nói ra. Ừ. Dạ em chào Mạnh Thường Quân, anh chị em cô bác trong nước ngoài nước. À, là em á, là đóng phim ra chơi với con rể với con gái thôi chứ không phải là sự thật nha, em không có. Mày bữa sau đó, mày bữa sau mà đóng phim mà 18 cộng đi, là tao nghĩ rằng chắc là mày cũng được nhiều tiền đó. Chứ mày đóng những bộ phim đó nó ấu trĩ quá, mày đóng những bộ phim nó loạn luôn quá, tao nói thật con xin nái đó. Mà đóng những bộ phim gì đó mà bản thân mày chịu thôi chứ mày đừng có bắt nó thật sự nó theo một cái gọi là cái sự loạn luân của mày. Đúng không? Nó nhìn cái tướng tao đó thật sự nhìn cái tướng bắt gớm. Nhìn cái tướng thật sự bỏ mà rùi bu kiến đậu cái thật sự ra đó. À, chẳng ai thèm ngó ngàng tới giấy mà nó tự tin dở sợ lên đóng phim chơi vui. Đóng phim chơi vui mà há cái miệng cho to bảo rằng trời ơi thằng rớ em nó nhìn thấy em nó thèm. Nó thấy em nó cháy nước miếng, cháy ông nậu mà cháy nước miếng. Để. Tàu lao ông binh không? Để. Cái thứ vậy đó quý vị mà bảo sao người ta không nói. Mà lúc người ta lên nói trời ơi bà con đừng chữ em nữa, trời ơi em cũng khổ lắm. Em bây giờ em cũng đi làm, em kiếm tiền, em nuôi hai đứa con bệnh. Do cái dạng này bà con biết sao, cái dạng con này nó cũng dạng chơi trắc tán lắm đó quý bà con. Hai đứa con của con xiên nái này đó, đó bà con nhìn cái biểu hiện đi, nhìn biểu hiện nó khờ khờ đó, bà con biết hậu quả của những cái vấn đề mà thuốc tránh thai đó. Hậu quả những cái vấn đề mà thuốc tránh thai là hai đứa nhỏ này nó mới khờ như vậy, nó mới có những cái biểu hiện như vậy đó. À, ngày xưa con này tôi nghĩ rằng nó cũng trắc tán với con này nó cũng tránh dặn dừa đâu. Đúng không? Đó, mẹ làm mấy con gánh đó, đây là một trong những cái quả báo nhãn tiền đó, bản thân mình làm con phải gánh chịu đó con điên. Mà bây giờ mày lên đó rồi mà còn dùng hai đứa nhỏ để mà môi tiền mạnh cũng đã. Nó lên nó bảo rằng đó, à, bây giờ là cái như là thân ở đâu, à, cột sống rồi vai gáy rồi thằng kinh tỏa đi làm không được. À, rồi cái như là bây giờ phải nhờ cộng đồng mạng bà con kể như là
thương giúp đỡ cho con để có tiền nuôi con, nuôi ông nậu mày bản thân mà đi bán vé số đấy. Có nhiều người họ ngồi xe lanh, họ còn đẩy tờ vé số họ bán để họ kiếm tiền họ nuôi thân. Còn cái thân mày đó biết ăn xong rồi lên ngồi hàng giờ trên mạng rồi diễn đó. Mà cái nhân bảo rằng đi làm không nổi, mà cầm tờ vé số thật sự đó nó còn nhẹ hơn cầm đôi dép mà lót đít mà. Nó cầm đôi dép nó dùng cái bạch xuống nó lót đít được, mà nó cầm tờ vé số nó cầm không được quý vị. Ủa sao kỳ vậy? Đáng mày đâu là mày đừng các mày cầm cái đôi dép cũng không nổi luôn, mà cầm tiền người ta cũng không nổi luôn chứ. Đâu chi mà khôn nó cứng đó. Đâu chi mà cho cái dừa mà sắt cái dừa mà chạy quay quay mà chặt cái dừa mà ăn mà uống như nó thật sự mà ăn tươi nuốt sống cái dừa đó. À, mà bảo rằng cầm tập với số để bán là cầu em bây giờ em đau lắm, em bây giờ thần kinh tọa, em bây giờ đủ tất cả các kiểu đồ thứ ba dơ cho bây giờ nó đưa hai đứa con lên để mà ăn mày đó. À, mà tôi nói dưới cái bàn tay mà đạo diễn con út lợn là cái thức phim càng ngày càng tệ. À, với thằng Thông Râu là thức phim càng ngày càng bị chữ thôi. Cái dạng đạo diễn mà đạo diễn không có tri thức, cái đạo diễn mà không có trình độ đó, rồi đưa lên còn tào lao bắt xế chọc cho cộng đồng mạng họ ngứa cái miệng họ chữ. Cái thứ gì đâu một con đàn bà ít ra đó, mình cũng phải hiểu rằng cái giá trị nhân văn, cái đạo đức mình nó nằm ở đâu, cái tầm của mình nó là cái gì đó. Mình có đi lao động rồi, giả sử như mình cái như là gặp cái đường cùng thì mình lên cộng đồng mạng mình nhờ cái sự mà tương thân tương ái bà con giúp đỡ. Đằng này lên cộng đồng mạng là mang cái thay trâu lên, mang cái mạch lì lên đó, rồi cái ăn mày ăn chặt đó, ăn mày cái ăn bám trên cộng đồng mạng đó. Rồi lúc nào cũng lên đưa con ra trời ở con của em. À, đứa thì cỡ như là 10 phần bớt 7 còn 3, đứa thì cỡ như là bớt 3 còn 7, bớt cái âm đậu mà ngày nào mà cũng đưa nó lên mạng vậy, bớt cái chết. Cái bản thân mình do ngày xưa mình đang cái gọi là đang rạo rạo rực rực với cái dưỡng ba thuốc tránh thai đấy, bây giờ con cái nó dính cái kiểu đó chứ. Tôi nói thật sự như vậy, nó ảnh hưởng cực kỳ. Đấy là khoa học cũng đã có những cái chứng minh rồi. Thế vậy mà bây giờ cái con này nó thật sự nó đã gây ra những cái hậu quả cực kỳ khủng khiếp cho cái thế hệ sau là con nó đang cái chuyện. Mà bây giờ không lo mà nó thật sự tu thân dưỡng tính đi cưng. À, giờ không tu lo lúc nào mà tu. À, muốn tu là phải lo đi làm. À, sống bằng cái đồng tiền lương thiện của mình đó. Rồi để mà đau yếu bệnh tật cộng đồng mạng họ nhìn vô họ cho được chút cháo mà có ăn hàng ngày. Cái thứ gì đâu mà ăn không rồi lên đó rửng ra rửng rỡ đó được. Rồi tẩm nhâm, tẩm ba, tẩm bảy đưa lên những thứ phim mà loạn lung xàm xí đú không rêu với bà con mà nó mình nói nó vẫn là như vậy à. À. Bắt chặt, anh quen, chuyện không quen. À, đã già cái đầu cá mẹ lẫn con cái lên tới mà cái như là đi tìm đàn ông trời đất thánh thần. Dù là thứ phim diễn nhưng diễn nó mất nết quá. À, cho nó thật sự cỡ như bà Lăng già đây quý bà con, có bỏ ra ngoài đường mà chó 7 ngày nó còn không dám tới, chứ đừng nói là ông này ông nọ ông tới, đúng không? Người ta biết bà diễn đó, nhưng mà bà diễn tới tiêm mất nết, chứ người ta không phải là bảo bà là thật, bảo bà bây giờ còn cá giá. Bà bây giờ chung là chúng bị là cũng là nằm xuống gọi là ba tấc đất rồi, sống sao để đạo đức lại đi, sống tào lao đồ bay dơ âm binh khắp lên cộng đồng mạng làm trò sản xuất. Thưa quý vị, cái buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Đời Thường TV cũng xin phép tất cả quý vị cho tôi kết thúc tại đây ha. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con cái lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong sống. Xin cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Xin kính chúc tất cả những bà con trong nước có một giấc ngủ ngon, những bà con nước ngoài có một ngày làm việc vui vẻ bà con nhé, và vui lòng cho Đời Thường TV xin một lượt like. Xin cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều.